chúng ta sẽ lại với kênh channel của Sao Lại Sao này. Tete, hello mọi người nha. Chúc mọi người một ngày thật là tốt lành luôn. Ok, và trước khi xem video, các bạn đừng quên là cho Sam là một like này, một share này, một subscribe này. Khi xem video của Sam mà có hiện quảng cáo thì các bạn chỉ cần xem video quảng cáo giúp Sam từ 5 đến 10 giây thôi, giúp Sam có số tiền nho nhỏ mọi người ơi. Ok, hôm nay là một ngày cực kỳ tươi trẻ và mát lành nè. À, đó, trời đất ơi, thôi đi chơi thôi. Hôm nay là mọi ngày vui. Cái này lá bảo là của Trim, thì sao em cứ xài hoài ấy? Gì vậy? Em hẳn thì có, chị là người lớn mà không biết nhường con nít gì hết trơn. Thì vậy? Nhưng mà chị mới là người thắng. Em thắng. Chị thắng. Em. Bình tĩnh. Từ từ, bình tĩnh, tà thôi. Trời ơi, sáng sớm gì mà cãi nhau vậy? Ủa mà từ từ. Trời đất ơi, cái viên kim cương siêu to khổng lồ này của ai vậy? Giữa làng này của ai vậy mà đẹp dữ vậy? Trời ơi, chứ ai? Ủa, rốt cuộc của ai? Của chị. Rồi biết rồi, cái này của tôi chắc luôn. Đó, hai người cãi nhau mệt, cái này của tôi nha. Gì vậy? Gì vậy? Ủa gì vậy trời? Ủa tự nhiên ngồi giành nhau với kim cương vậy? Trời đất. Tôi kể cho Sam nghe nè. Hồi nãy á, tôi với bà Camui với lại Simmy. Ủa mà Sim đâu? Sim đâu? À Sim đâu vậy? Trời. Sim ơi. Sim. Ủa? Gì Sim? Hello. À ủa? Không, em chỉ là nhân vật cameo trong cuộc chơi này thôi. Trời đất ơi, xuống đây coi, khổ ơi, đứng đó làm gì? Trời ơi, tôi ngồi, tôi đang ngồi trên cây dừa, tôi nghe hai má có chị, cứu em, quá chị, trời tôi nó vui gần chết luôn, sao kiểu như diễn kịch hài mà vì viên kim cương này mà làm sao mà có thể là làm gì ta, sức mẹ tình chị em vậy ta, viên kim cương nó có gì đâu, trời đất ơi, rồi bây giờ bình tĩnh, bây giờ cái này không biết của ai. Bây giờ mình phải tổ chức một cuộc thi mà nghe để coi ai là người chiến thắng, người đó sẽ được phần thưởng này. Chứ bây giờ mà ngồi giành giật nhau là không được rồi, không được rồi. Chị em hiểu không? Tình chị em phải đoàn kết lẫn nhau, chúng ta là hero, chúng ta là một gia đình hiểu không? Chúng ta phải đoàn kết lẫn nhau đúng không mọi người? Đó. Đúng rồi, chúng ta phải đoàn kết, còn kim cương này vẫn là của chị. Kim cương thì kim cương chứ tình chị em thì thôi kệ đi, cái này là kim cương thì của mình nhá, mình nói trước nha. Trời ơi, gì vậy? Để giành nhau rồi. Rồi bình tĩnh. Bây giờ tôi có nghĩ cách rất là hay luôn. Bây giờ chúng ta phải thi một cái trò chơi nào đó. Người nào thắng người đó sẽ sở hữu được kim cương, được chưa? Chứ kiểu này mà không thi đâu mà tự nhiên trời đất xuống tự nhiên hùa nhau là sao vậy? Có là không làm mà đâu có ăn hả? Tôi thấy trước thì nói là của tôi chứ. Không nhưng cần biết. Chị là người thấy trước. Nhưng mà tôi là người thấy nó trước, tôi đứng ở cây dừa tôi nắm. Rồi rồi cãi nhau khổ ghê à. Rồi bây giờ bình tĩnh, tạch thu lại nè. Bây giờ không ai đụng này, tới đây, mọi người tới đây. Chúng ta phải đoàn kết lẫn nhau, khổ ghê à. Học tình đoàn kết như vậy. Phải không? Phải không? Rồi, bây giờ tôi, bốn tụi mình, bây giờ thi một trò chơi. Người nào thắng người đó được kim cương, được chưa? Đơn giản vậy thôi. Ai chấp nhận kèo không? Ok, chơi luôn. Thôi, giữ tim nữa. Đó. Về chơi không? Chơi. Rồi, bây giờ trò này trò chơi đuổi bắt. Đó, bây giờ mọi người theo tôi chơi cho đuổi bắt. Không biết ai gọi là trò đuổi bắt ta. Chứ tôi rất tự tin cho đuổi bắt nha. Chân tôi dài, tôi chạy nhanh là cái chắc rồi. Bà có mua chạy chậm. rồi ok, để xe ok. Bây giờ lấy lên xem xe nào. Ok mọi người, thì mọi người đoán xem là phần thưởng này ai sẽ là người giành chiến thắng thì cũng đừng quên comment về dưới ra biết nha. Rồi ba nào đó đúng Sam sẽ team ở trong giây phút này nha. Ok bây giờ tôi lên xe tôi đã. Trời ơi, đây ai cũng có xe hết. Giờ nhìn sang trọng quá. Pip pip, đi theo tôi đây mọi người ơi, đi. Rồi ok mọi người ơi, thì trong bảng này không cần là người đuổi, còn ba chị em mình ê là như con chuột siêu đáng yêu. Cảm ơn tôi đây, cảm ơn vô đây chị em nè. Đây mình là chuột Sammy nè, còn đây là chuột Simmy nè. Đó, còn Mui là chuột gì đây? Đâu rồi Mui? Đâu rồi đây nè, Mui ở đây mà. Ok Mui, còn đây là ai vậy? Còn đây là ai vậy? Phong, bây giờ Phong phải chết để biết hết con mẹ của cái chạy thôi. Phong chạy, nhưng chưa trượt rồi. Phong đó là Phong đúng không? Ok mình chạy. Mình có ba cái vật phẩm đó mọi người. Ủa cái vật phẩm này, vật phẩm đây mà, đây mà đây. Mình được một cái ta, một cái gì ta, một cái tên lửa siêu tốc. Một cái gì đây, một con cherry. Ủa gì vậy? Không biết làm gì luôn á. Nói chung là chỗ đi mấy chị em ơi. Coi chừng con chuột dạng tạo kia. Nó chuẩn bị ăn tụi mình á. Coi chừng á. Ê Phong ơi, ông chết đi để ông làm con mèo chứ. Phong ơi, tôi không chết được, cái này đâu cho té chết đâu. Thế tôi đánh ông đi. Đánh này, đánh Phong, đánh hồi đâu. Đánh hồi đâu, đánh hồi đâu, đánh hồi đâu. Một bầy chuột đang hiếp tôi. Chuột nè, chuột ngoài nào đây, chuột ngoài nào mọi người ơi. Quấn Phong đây. Đó. Rất mau không? Có. Rồi đây, quấn đi mọi người ơi. Đó, đây là cơ hội để mình quấn nhỏ. Em quấn được nè, trời ơi. Làm cái bao cát để mấy người quấn tôi. Yeah, đó.
Tôi ghét ông lắm Phong ơi, tôi ghét ông lắm nè. Đó. Ôi ok, chạy. Rồi sao bây giờ đánh cuồng rồi. Rồi sao thấy con mèo tôm kìa, con mèo tôm xấu xí ra. Ôi mèo tôm kìa, mèo tôm xấu xí. Ôi trời, chạy. Hình như mình nặng quá nên mình đã không đi lên được hay sao mọi người. Trời ơi, môi nặng tí quá. Nó đang phản bội tôi mà, con bé. Cái gì vậy? Cái con bé mà muốn nhỏ đi theo em nè mọi người. Trời ơi, sao chỗ được. Này thì đem bét. Trời ơi, trốn. Ui, đây có chỗ nhỏ đó mọi người, có cái cổng nhỏ nè. Wow. Ê mọi người đi. Đây đi, tôi nè, có cổng nhỏ nè. Ui, hello, cái vui đi nè, sau lưng em nè. Ui. Đâu. Đây, chị, em đằng sau chị nè, đây. Có cái cổng nhỏ nè. Ui, em thấy mèo tôm kìa trời. Mèo tôm đây rồi. Ui, chạy. Trời đất ơi, mèo tôm xấu xí thấy tụi mình rồi mọi người ơi. Chúng đây nha. Em có đi lên được không? Chúng sau cái cây này thôi, chúng sau cái cây. Ủa, chết tự nhiên mình lộ chỗ vậy trời. Em có bay lên đó. Thôi, em xin lỗi. Ôi, chạy. Một con chuột thật là ngon. Ui, mèo tôm xấu xí ăn được ca mui rồi. Chết rồi, có hai con mèo mà. Sammy lúc ấy ở cái góc là bên trái Sam nhờ. Đâu, em có gì đâu. Ui, thôi. Thương mọi người. Cái gì cũng có Sam. Ôi, có gì đâu. Em có làm gì đâu mọi người ơi. Mọi người hãy tha thứ cho con mèo. À, con chuột bé nhỏ này đi. Khịt. Hình như ta nghe có mùi của một con chuột nào nó ở trên cái giường. Nè, trên giường này nè. Ảnh luôn, chắc kèo luôn. Đâu? Ở đâu đúng không? Ủa Sim đâu rồi Sim? Sao chị cũng thấy... Ủa, xin như Sim rất là xa mình mọi người ơi. Mọi người thấy chị mặc đồ không? Đó. Em cũng thấy chị sai em lắm á. Ủa mà con chuột này làm gì ta? Làm gì á? Hello. Con chuột đây giờ. Ủa gì á? Ai vậy? Trời ơi. Tôi đang mất cô đơn trong này nha mọi người đó. Bạn là ai vậy? Ta đã tìm thấy được ngươi rồi. Ủa? Rồi chết rồi, xin bị chết rồi đâu. Ủa tại sao còn mình tôi vậy mọi người? Bé chuột bé nhỏ với tôi lại là chiến đấu với ba con mèo xấu xí. Oh my god, thôi. Bây giờ đến lượt. Có thể là nếu như một mình Phong mà bắt được cả ba người thì Phong sẽ được kim cương. Lên giường nằm đó. Sao mọi người lên được vậy? Thôi mà sắp chết rồi. Ôi trời ơi, giời ơi, ai vậy? Ôi Phong ơi. Trời ơi, Phong đấy. Không biết ai là Phong luôn á. Bảy. Ôi bảy hả? Cái bảy nè. Phong đã đập cái một cái bảy ở đó mà sao nó bị đạp bảy rồi. Trời đất ơi. Ok mọi người, bản đầu tiên thì Phong cần được giết hết hội chị em luôn nha mọi người. Chúng ta còn gặp bản tiếp theo nha. Rồi bây giờ tiếp theo nha, bạn thai nha, không biết ai là mèo tôm đây, mèo tôm xấu xí đây. Ủa gì hả? Cảm ơn là mèo tôm. Ủa hello mọi người. Ủa đây, đâu ai? Đây, hồi diện đây, cảm ơn đây đâu. Ok, mọi người bị đánh hội đồng rồi mọi người ơi. Phong ơi. Rồi, bé ai? Đánh hội đồng bà đi, đánh ở đó, đánh đi, Sim ơi, em đánh đi. Phong ơi, tôi đang đánh Phong. Phong ơi, đây nè. Rồi, để tới. Trời đất ơi, đánh đây, mèo tôm, cảm ơn mèo tôm ơi. Đây là nghi thức mọi người, biến thành mèo tôm phải bị đánh sấp mặt mọi người đó. Sim đang đánh nè, cảm ơn. Quá tội lỗi cho cảm ơn. Đó, đánh đi. Đợt biểu giặc. Rồi, ok, chúng ta là những con mèo cute, những con chuột cute mọi người ạ. Đó, đi trốn thôi mọi người ạ. Đuổi theo em đi. Chị ơi, em đây nè, chị ơi, đuổi em đi. Thôi em, chị từ chối em ạ. Ủa sao vậy? Chị không thấy hứng thú lắm. Ủa sao? Được.
Ừ, sau lưng ai vậy? Sau lưng là ai vậy? Camui đang làm gì vậy? Sim ơi, làm gì vậy Sim? Chạy đây! Sim à? What? Oh, hello. Hello. Ở lên được rồi, anh lấy không lên được mà. Ôi, chịu quá gà quá à. Gà lên coi, lên coi, lên thử coi vui. Để coi mở này là gì à? Chị đánh em á. Ôi, vui gà quá à. Quá gì đây? Tăng hình, trời ơi. Mới cái cục cherry gian tóc. Ui. Mọi người ơi. Mọi người xem có cái tàng hình nha. Tôi có cái tàng hình nha mọi người. Trời ơi xịn quá. Nhưng mà con bé của em nó đã gọi là giúp em cho em biết ở đâu rồi. Camui có bắt được em không? Camui bắt phong đi. Ui. Không lên được. Ui chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Tôi thấy bao mua, tôi thấy bao mua, tôi thấy bao mua. Không lên được má ơi. Thôi kiếm. Ủa sao Camui leo được nhở? Camui bị bắt phong đi. Bắt phong đi chị. Béo phi ơi. Camui leo được. Ủa sao Phong nó chạy nhanh vậy? Đâu, Phong có cái tăng tốc đó chị. Ăn cái phô mai là tăng tốc á. Đó. Ủa rồi làm sao tôi bắt được mọi người trong khi tôi không thể lên được? Alo. Rồi. Alo. Nè. Ui. Sao lên kìa? Em nè. Sao lên kìa? Sao lên kìa? Sao lên kìa? Nè, đây là bắt em đây. Bắt em đây. Ba đứng lại đi, ba tụi mình đứng lại đó. Đây bên này nè, bên này nè. Ui ơi, ba chụp bên này nè. Ba lại sao bên đấy vậy? Đây. Sống này là mất. Ôi lên được rồi, lên. Ok, thấp cái đó, thấp cái đó, thấp cái đó, thấp lên sao, lấy được nhiều được không? Lên đi, lên đi. Được em đó, chị bắt được em. Đó, lên được em đây. Bắt em thế nào, sao chị sắp chết đến nơi rồi nè. Ê, bây giờ mình tới đánh mèo tôm, mọi người tới đánh mèo tôm đi, đánh mèo tôm đi, tới đánh mèo tôm đi. Bắt mèo tôm đi. Tôm. Đây, bây giờ bắt mèo tôm đi. Chị Camui bị lừa. Đây, mình sẽ ăn cái miếng, từ từ, mình sẽ ăn miếng này để mình được tăng sức mạnh mọi người. Đó, ăn cái mèo sẽ... Ăn cái gì vậy, ăn cái gì vậy? Tăng tốc. Wow, mà tăng tốc đâu, bình thường mà. Ê, đây, mọi người ơi, chạy đi mọi người ơi, chạy đi. Ôi, bay lên, lên. Yeah, đó. Chưa bắt được ra nữa. Trời ơi. Ôi, mới lên được rồi. Em mới lên được rồi. Mới lên được rồi. Ôi, giờ sao? Đánh mèo, đánh mèo đi. Mèo, đánh mèo đi. Camui nghĩ rằng Camui sẽ đi trốn đây tạm biệt mọi người. Ê mọi người, mình bây giờ tụi mình truy ngược lại Camui đi. Mình đi tìm Camui đánh đi. Mình là người đi săn mèo. Đúng rồi. Mèo ơi, con mèo xấu xí rồi. Mèo xấu xí rồi. Mèo tôm rồi. Mèo trốn rồi. Mèo tôm rồi, trên này đúng không? Trốn rồi. Trên này nè, Phong ơi, trên này nè. Trời ơi, bị mất quá trời máu rồi. Ôi trời, rớt. Au. Trời ơi, đâu rồi, mèo tôm đâu rồi? Mất rồi, biến mất rồi. Trời ơi. Tôi lần đầu tiên trong đời tôi thấy là gì ta, con chuột đi đuổi con mèo đấy mọi người. Con mèo đây nè, tôi thấy mèo tôm. Đây mọi người ơi. Không thôi. Đâu rồi? Đây nè. Đây rồi, đây mèo tôm. Mèo tôm à. Mèo tôm à. Mèo tôm đâu rồi, đây rồi đây. Đánh mèo tôm, đánh mèo tôm đi. Đánh tôm mọi người. Sao tôi khổ vậy? Đứng lại. Đứng lại.
Đâu rồi, bỏ chạy kìa. Bỏ chạy kìa. Xuống xuống xuống. Không nghe con chạy được mèo tôm nha. Ôi giời ơi, các con chuột. Ôi giời ơi, chuột. Ôi giời ơi, chuột. Ủa sao trời này lại vậy ta? Tôi nhớ mèo mới bắt chuột, qua chuột bắt mèo vậy. Trời ơi, chuột quá. Mèo tôm ơi. Mèo tôm ơi, mèo tôm. Cái này nó không bắt được. Xin ơi, tập hợp ba chuột mình tập hợp một cái thấy không đó. Tụi mình là những con chuột tinh mà gọi là tinh tú minh anh mọi người đó, những con chuột rất là tài hoa bắt những người bắt một con mèo đó. Bây giờ đi coi phòng nè, mọi người đi ở phòng. Ok ok. Ok. Đạo mọi người. Ok. Đã có vũ khí. Đâu đâu, vũ khí gì bắt mèo á, được lắm. Hôm nay con mèo nó trốn nó trong cái tủ này sao nè. Làm gì có đâu, không có. Đâu. Đứng lại coi. Đó. Mèo sẽ bị Phong dùng keo dính chuột dính lại. Đứng lại. Đập đi. Quấn vào đâu. Mèo, đứng lại rồi. Mèo nè. Yeah. Ok. Nói chung là tụi mình ba chú mèo tinh năng của tụi mình đã chiến thắng được con tôm gọi là xấu xí. Tôm ơi tới đây. Tới đây. Ok mọi người, thì tôm đợi giữa đây mọi người. Thì ok, cảm ơn mọi người đã xem hết cái này. Nếu mà thích video này cứ cho sao một like, một share, comment đừng quên subscribe và tất cả thành viên trong hai tụi mình nha. Và nếu các bạn được trở thành mèo tôm hay là chuột Jenny các bạn đừng quên comment về giờ sao biết nha. Còn tôi chắc chắn tôi sẽ được trở thành chuột rồi. Ok, tạm biệt mọi người ở clip sau, hẹn gặp lại.